Lộ diện đại gia chống lưng cho Minh Hằng, giàu hơn cả bạn trai Hồ Ngọc Hà. Rộ tin đây là nguyên nhân khiến Hồ Ngọc Hà bực bội và không muốn làm việc chung với Minh Hằng ở The Face 2017. Tranh chấp về hợp đồng quảng cáo dẫn đến scandal The Face. Hồ Ngọc Hà chèn ép Minh Hằng mất ghế huấn luyện viên The Face 2017. Do trước đây cả hai tranh chấp hợp đồng quảng cáo, cụ thể hơn, một fanpage bí mật showbiz cho biết Hà Hồ có làm việc với Gucci, thương hiệu thời trang nổi tiếng thế giới, nhưng sau đó Gucci lại muốn có thêm cả Minh Hằng. Minh Hằng có đại gia nghe nói rất khủng chống lưng nên thắng được rất nhiều hợp đồng quảng cáo. Biết chuyện thì Hồ Ngọc Hà sôi máu lên và đồn Minh Hằng dùng mối quan hệ xin xỏ này kia để được làm việc với Gucci. Còn nói là cứ thấy chị Hà làm gì là bắt trước đó. Thế nên bên Gucci mới gặp Hà Hồ để xác nhận là họ muốn làm việc với Minh Hằng chứ không phải vì nể nang mối quan hệ hay ai xin xỏ. Bên cạnh đó, rộ tin Hà Hồ thất bại trong việc giành hợp đồng quảng cáo dầu gội với Minh Hằng nên cay cú. Tin đồn Minh Hằng có đại gia chống lưng không phải mới rộ lên gần đây, mà trước thời điểm nữ diễn viên kim ca sĩ ký hợp đồng làm đại sứ thương hiệu cho tập đoàn Tân Hoàng Minh. Sáng ngày 25 tháng 9, 2016, tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết đại sứ thương hiệu giữa tập đoàn Tân Hoàng Minh và Minh Hằng. Theo đó, Minh Hằng sẽ đồng hành cùng Tân Hoàng Minh trong việc quảng bá rộng rãi hình ảnh và thương hiệu của tập đoàn kinh doanh bất động sản hàng đầu Việt Nam đến các đối tác, khách hàng trong nước và quốc tế. Với vẻ đẹp sang trọng, ngọt ngào cùng sự thông minh tinh tế, hình ảnh của Minh Hằng được đánh giá là phù hợp với các công trình kiến trúc sang trọng, đẳng cấp với chất lượng cao cấp bậc nhất của tập đoàn Tân Hoàng Minh. Tại buổi lễ ký kết, lãnh đạo tập đoàn Tân Hoàng Minh đã chia sẻ, Tân Hoàng Minh quyết định lựa chọn Minh Hằng trở thành đại sứ thương hiệu vì hình ảnh của cô rất phù hợp với các dự án mà tập đoàn đang triển khai. Thông qua sự hợp tác này với Minh Hằng, chúng tôi hy vọng rằng hình ảnh và thương hiệu Tân Hoàng Minh sẽ được quảng bá sâu rộng hơn nữa, từ đó tạo dựng niềm tin với khách hàng và ngày càng khẳng định uy tín. Thương hiệu Tân Hoàng Minh trong lĩnh vực bất động sản, hợp đồng với đại sứ thương hiệu Minh Hằng có thời hạn trong 2 năm, với khối lượng công việc rất lớn, phạm vi công việc rất rộng và đây là hợp đồng có giá trị lớn nhất từ trước đến nay của một đại sứ thương hiệu. Đại gia chống lưng cho Minh Hằng là ai? Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc của Tập đoàn Tân Hoàng Minh từ năm 1993 đến nay là ông Đỗ Anh Dũng, gương mặt nổi tiếng trên thị trường bất động sản với những dự án nghìn tỷ. Nhắc đến Đỗ Anh Dũng, người trong giới kinh doanh hầu như đều biết đến tiếng tăm làm ăn với rất nhiều ý tưởng táo bạo của ông. Sinh ngày 30 tháng 7 năm 1961, ông Đỗ Anh Dũng còn là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Minh Việt từ năm 2015 đến nay. Hai công ty nêu trên hoạt động trong các lĩnh vực xuất nhập khẩu, đồ nội thất may tre cao cấp, khách sạn, dịch vụ vận tải, công cộng bằng taxi, tài chính và bất động sản. Về thành tích cá nhân, năm 2004, ông Đỗ Anh Dũng từng được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho cá nhân xuất sắc trong lĩnh vực kinh tế, đạt giải thưởng sao vàng đất Việt và giải thưởng cúp vàng thương hiệu và nhiều giải thưởng khác. Trước đó một năm, Đỗ Anh Dũng cũng đạt giải thưởng sao đỏ được Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội trao tặng danh hiệu Doanh nhân trẻ Thăng Long và Doanh nghiệp trẻ tiêu biểu 2003 thành phố Hà Nội. Vợ ông Đỗ Anh Dũng là bà Nguyễn Thị Hồng Phúc đã mất vì bệnh hiểm nghèo tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2005. Con trai cả Đỗ Hoàng Minh hiện đảm nhiệm vị trí giám đốc kinh doanh của tập đoàn Tân Hoàng Minh. Đỗ Hoàng Minh có biệt danh là Dennis Đỗ và là bạn thân của Sinh Nghi, em út nhóm Big Bang. Con trai thứ Đỗ Hoàng Việt hiện đang thử sức với vị trí giám đốc brand marketing, truyền thông của tập đoàn Tân Hoàng Minh và đảm nhiệm quảng bá các sản phẩm siêu sang của tập đoàn trên thị trường. Anh Sa là con gái riêng của ông Đỗ Anh Dũng và Hoa hậu Đình Hùng Giáng My. Anh Sa từng theo học marketing và thiết kế tại trường đại học hàng đầu của Mỹ. Gần New York City, cuối năm 2016, anh Sa sẽ tốt nghiệp và trở về nước tham gia kinh doanh trong tập đoàn Tân Hoàng Minh. Chiều 17 tháng 2, 2017, nam ca sĩ Sinh Ghi và nhóm Big Bang đã đáp chuyến bay từ Hà Nội tới Việt Nam gặp lại bạn thân Dennis Đỗ. Ngay khi vừa hạ cánh, nam ca sĩ Hàn Quốc đã di chuyển về tòa nhà trên đường Nguyễn Văn Huyên để nhận một căn hộ cao cấp trị giá hơn 1 triệu đô, khoảng 22,7 tỷ đồng. Tại đây, Minh Hằng gây ấn tượng mạnh với nụ cười rạng rỡ, gương mặt xinh đẹp,
cùng bộ váy lộng lẫy và đại diện tập đoàn Tân Hoàng Minh trao nhà cho Sinh Ghi. Bé Heo là nghệ sĩ Việt hiếm hoi được giao lưu với cậu em út nhóm Bính Ben trong lần thứ hai trở lại Hà Nội. Qua những dữ kiện trên, một vài người dự đoán nếu có đại gia chống lưng cho Minh Hằng như tin đồn thì có lẽ đó là ông Đỗ Anh Dũng. Bạn trai Hồ Ngọc Hà, đại gia kim cương Chu Đăng Khoa, tuy giàu song không thể bì kịp chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh. Minh Hằng, tôi có đại gia chống lưng thì mọi người nên chúc mừng. Vào tháng 6 2015, khi được phóng viên hỏi bí quyết nào để có được nhiều hợp đồng quảng cáo như vậy, Minh Hằng trả lời, mình có một đời sống trong sạch, cố gắng làm việc thật tốt và hình ảnh của mình đến với công chúng phải tươi, đúng với con người của mình. Cái gì đúng với con người của mình thì mình mới có thể phát huy nó một cách tối đa, còn không đúng với con người mình thì dù có làm tốt thì nó cũng không tốt được trong thời gian dài. Về biệt danh nữ hoàng quảng cáo, Minh Hằng tâm sự, thực ra mọi người gọi như vậy cũng chắc do ưu ái Minh Hằng thôi. Hằng không mang tiêu chí mình sẽ là nữ hoàng quảng cáo, mà mang tiêu chí là những nhãn hàng chọn lựa mình sẽ có nhiều hoạt động gắn liền với tên tuổi Minh Hằng, giúp nhãn hàng đó đi lên và tên tuổi của mình phải được sạch cho phù hợp. Khi Minh Hằng làm việc với nhiều nhãn hàng, họ không chỉ ký hợp đồng 1 năm với mình mà họ ký đến 5 năm. Vì vậy, Minh Hằng phải cố gắng làm hết khả năng để hoàn thành nhiệm vụ, nhận được sự tôn trọng của nhãn hàng để có thể đi cùng nhau trong một đoạn đường dài. Thời điểm đó, Minh Hằng đi xế hộp 6 tỷ, khoe có nhà mới khiến nhiều người nghi ngờ cô có đại gia chống lưng. Trước nghi vấn này, bé Heo chia sẻ, sao mọi người không nghĩ, không nhìn nhận những gì mà Hằng đã làm rất nhiều vừa qua? Rõ ràng Minh Hằng xuất hiện rất nhiều và mỗi lần xuất hiện như vậy phải có một số tiền tương xứng thì mình mới làm. Mình đã bỏ ra xây nhà thì mình phải xây móng vào một ngày nào đó, mình cũng sẽ có một căn nhà khang trang để ở. Mọi người hãy nhìn vào những gì Minh Hằng làm, đừng nhìn vào những gì Minh Hằng có. Trước câu hỏi trong showbiz, nhiều nghệ sĩ có đại gia chống lưng, còn Minh Hằng có cần không? Cô liền đáp, mọi người cứ hay nghĩ xấu về chân dài đại gia mà không nghĩ về vấn đề này. Một người đẹp luôn muốn có người đàn ông giỏi bên mình, còn người đàn ông giỏi thì luôn muốn có một người đẹp bên cạnh mình, đó là yếu tố rất bình thường trong xã hội. Vợ chồng Tuấn Hân tổ chức tiệc thôi nôi hoành tráng cho con gái. Trong 1 tháng tuổi, vợ chồng Tuấn Hân tổ chức tiệc thôi nôi cực hoành tráng cho cô công chúa thứ hai với sự chung vui của nhiều bạn bè và người thân. Vợ chồng Tuấn Hân chào đón công chúa thứ hai vào ngày 17 tháng 3. Con gái Tuấn Hân tên là Nguyễn Trần Mỹ Anh, được bố mẹ gọi ở nhà là Son. Và hôm qua 19 tháng 4, vợ chồng nam ca sĩ đã tổ chức tiệc thôi nôi vô cùng hoành tráng cho cô công chúa nhỏ. Ngoài gia đình, người thân còn có một số bạn bè nghệ sĩ thân thiết tới chia vui. Buổi tiệc ấm cúng có sự xuất hiện của Á hậu Tú Anh, MC Thành Trung, ca sĩ Hạnh Sino. Á hậu Tú Anh tới chia vui cùng vợ chồng nam ca sĩ, Su Hào vẫn giữ vẻ mặt lạnh thường thấy dù được Tú Anh bế nựng. Đông đảo bạn bè, người thân tới chia vui cùng vợ chồng nam ca sĩ. Hạnh Sino cũng góp mặt trong bữa tiệc ấm cúng, cô vừa là bạn thân của Thu Hương, vừa là học trò của ca sĩ Tuấn Hân. Đây chính là lý do khiến Minh Hằng bị Hồ Ngọc Hà chèn ép. Theo một số tin đồn cho rằng, nguyên nhân khiến Minh Hằng bị đàn chị Hà Hồ chèn ép tại The Face đang gây ồn ào dư luận là do tranh giành hợp đồng quảng cáo. Hôm qua 19 tháng 4, Minh Hằng có mặt trong chương trình giao lưu trực tuyến với một trang tin điện tử. Lần đầu tiên, cô lên tiếng xác nhận về người đứng phía sau chèn ép khiến mình không ngồi được ghế nóng The Face. Trước câu hỏi, nghi vấn Hồ Ngọc Hà là người gây áp lực với ban tổ chức, Minh Hằng đã suy nghĩ khá lâu, im lặng và xúc động đến mức gần như bật khóc. Sau đó cô gật đầu trả lời, đó là điều mà Hằng muốn nhắc đến nhiều nhất. Sự việc này đang khiến công chúng vô cùng xôn xao, vì từ trước đến nay, mối quan hệ giữa Hà Hồ và Minh Hằng dù không thân thiết nhưng vẫn rất tốt đẹp, không có dấu hiệu rạn nứt. Tuy nhiên, theo một nguồn tin đồn cho rằng, nguyên nhân gây nên việc Hà Hồ chèn ép Minh Hằng chính là vì giành hợp đồng quảng cáo. Theo đó, Hà Hồ vốn quen mặt khi thường xuyên xuất hiện trong trang phục của Gucci. Nhưng sau đó, thương hiệu xa xỉ này lại muốn có thêm cả Minh Hằng làm đại diện. Ngoài ra, cũng theo tin đồn thì trong một hợp đồng quảng cáo sản phẩm dưỡng tóc, Hà Hồ cũng thất bại trước Minh Hằng nên mới dẫn đến bất đồng. Câu chuyện ồn ào hiện tại của hai mỹ nhân hàng đầu showbiz đang gây chú ý của dư luận hơn bao giờ hết.
lộ diện con trai 17 tuổi đẹp như hot boy của danh hài Minh Nhí. Minh Khải, con trai của nghệ sĩ Minh Nhí, sở hữu khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú và chiều cao lý tưởng, hoạt động nghệ thuật hơn 20 năm, nhưng Minh Nhí khá kín tiếng về đời sống riêng tư. Tuy nhiên, những người bạn lâu năm trong giới và chơi chung với nam danh hài đều biết anh đã lập gia đình ở Mỹ và vẫn chưa có con. Anh chia sẻ, tôi ít khi nhắc đến chuyện này vì một phần cô ấy sống bên Mỹ, ai cũng có công việc riêng và tôi luôn tôn trọng chuyện đó. Chia sẻ thì cũng được, nhưng tôi muốn giữ lại chút gì cho riêng mình, ít ra là về chuyện tình cảm. Cuối tháng 5 2016, qua lời giới thiệu của một người anh là diễn viên, Minh Khải được nghệ sĩ Minh Nhí nhận làm học trò ruột. Vì nhà Minh Khải ở xa nên nghệ sĩ Minh Nhí kêu cậu bé ở lại để tiện việc học. Sau một thời gian, nhận thấy cậu học trò hiền lành nhút nhát sống thật tâm, nghệ sĩ Minh Nhí nhận chàng trai gốc Cà Mau làm con nuôi. Minh Khải có tên đầy đủ là Võ Bá Minh Khải, quê ở Cà Mau, nhưng sinh và lớn lên ở Sài Gòn. Minh Khải thiếu mẹ từ nhỏ, cậu sống với cha ruột và bà nội. Minh Khải sinh năm 2000 với chiều cao 1m76 và gương mặt sáng. Cậu bé có ước mơ trở thành một diễn viên và người mẫu. Hiện tại, hai cha con ở cùng nhà, Minh Khải được nam danh hài dạy bảo và lo lắng không thiếu thứ gì. Biết con trai có niềm đam mê diễn xuất, Minh Nhí thường đưa con trai theo các buổi diễn của mình để con học hỏi và rút tỉa kinh nghiệm. Minh Khải cũng vừa nhận được vai Huy, một cậu bé con nhà nghèo trong bộ phim ngắn sau khi tham gia casting.